Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 3 trong 163 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài bài tập số 3 của chúng ta như sau. Tìm đạo hàm của các hàm số sau. Câu A, y bằng x mũ 7 trừ 5x bình, tất cả mũ 3. Bây giờ thầy và các em sẽ cùng đi làm từng câu một nhé. Rồi, ở đây thì thầy có nhắc lại một số công thức. Thì ở trong bài toán này thì ta cần quan tâm đến hai công thức sau. Đạo hàm của x mũ n sẽ bằng n nhân x mũ n trừ 1. Và đạo hàm của hàm hợp fu thì bằng u phẩy nhân f phẩy u. Chi tiết của câu A sẽ như sau. Đạo hàm của hàm này sẽ bằng 3 nhân x mũ 7 trừ 5x bình. Đây là đạo hàm của f phẩy u. Còn bây giờ ta sẽ lấy đạo hàm của u, tức là x mũ 7 trừ 5x bình. Quên ở đây, ta thiếu mũ 2. 5x bình. Lấy đạo hàm. Như vậy ta sẽ được 3 nhân x mũ 7 trừ 5x bình nhân với 7 nhân x mũ 6 trừ 10x. Rồi câu B. Câu B đề của ta là y bằng x cộng 1 nhân 5 trừ 3x bình. X bình cộng 1 nhân 5 trừ 3x bình. Ở câu B thì ta sẽ sử dụng công thức đạo hàm của tích u nhân v sẽ bằng u phẩy v cộng u nhân v phẩy. Như vậy y phẩy sẽ bằng đạo hàm của x bình cộng 1 nhân 5 trừ 3x bình cộng x bình cộng 1 nhân với đạo hàm của 5 trừ 3x bình. Ta được 2x nhân 5 trừ 3x bình cộng x bình cộng 1 nhân, ở đây ta được trừ 6 x. Rồi, ta thử nhân bung ra xem được cái gì. 10x trừ 6x mũ 3 cộng, ở đây ta được âm 6x mũ 3 trừ 6x. Như vậy ta được âm 12x bị mũ 3 cộng 4x. Câu C. Câu C, y bằng 2x trên x bình trừ 1. Như vậy ta thấy đây là đạo hàm của thương u trên v sẽ bằng u phẩy v trừ u v phẩy trên v bình. Ta được như sau. 2x mà ta lấy đạo hàm là ta được gì? 2 nhân v bằng x bình trừ 1 rồi trừ đi uv phẩy u đây. V phẩy của ta, đạo hàm của x bình trừ 1 sẽ bằng 2x trên x bình trừ 1 tất bình. Được
2x bình trừ 2 trừ 4x bình trên x bình trừ 1 tất bình. Như vậy ta rút gọn ra được âm 2x bình trừ 2 trên x bình trừ 1 tất bình. Câu D. Câu D. Y bằng 3 trừ 5x trên x bình trừ x cộng 1. Tương tự câu C, ta cũng dùng đạo hàm của Thương. Ta được U phẩy V, tức là đạo hàm của 3 trừ 5x sẽ bằng âm 5 nhân x bình trừ x cộng 1 trừ U nhân V phẩy. V phẩy là 2x trừ 1 trên V bình. Và ta tính ra được âm 5x bình cộng 5x trừ 5. Ở đây ta được trừ 6x trừ 3, thêm dấu trừ là cộng 3. Âm 10x bình, thêm dấu trừ là cộng 10x bình. Dương 5x, thêm dấu trừ là âm 5x. Ta thu gọn và xem được gì nào. X bình trừ 5x bình là còn 5x bình. Năm trừ sáu trừ năm tức là trừ sáu x trừ năm cộng ba là trừ hai. Câu E. Câu E của ta, y bằng m cộng n trên x mũ 2 tất cả mũ 3, với m n là các hằng số. Y bằng m cộng n trên x mũ 2 tất cả mũ 3. Ta thấy ngay đây là đạo hàm hàm hợp. Đúng không? Đây. Fu lấy đạo hàm bằng u phẩy nhân f phẩy u. Như vậy ta có 3 nhân m cộng n trên bình mũ 2 nhân đạo hàm của u phẩy sẽ bằng m cộng n trên x bình lấy đạo hàm. Như vậy ta được là gì? 3 nhân m cộng n trên x bình mũ 2 nhân đạo hàm của m là bằng 0 rồi nhá. Rồi đạo hàm của n nhân 1 trên x bình ta được n này, nhân với đạo hàm của 1 trên x bình. Đạo hàm của 1 trên x bình làm ta nhớ đến đạo hàm của 1 trên v. Đạo hàm của 1 trên v thì bằng trừ v phẩy trên
trên V bình. Như vậy ta được nhân với trừ V phải, V phải của ta là 2x trên V bình, tức là x mũ 4. Như vậy ta được 3 nhân âm 2 là âm 6 n nhân m cộng n trên x bình, tất cả bình x trên x mũ 4, tức là 1 trên x mũ 3.